hồi hướng. Cần phải đem tất cả công đức của chúng ta tu học được, không cầu phước báo nhân thiên, chỉ cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Chính là người thông minh bậc nhất họ đã lựa chọn. Vì sao vậy? Vì sanh về thế giới cực lạc không cách nào hình dung được phước báo đó. Cho nên tôi dùng cõi trời thứ sáu để so sánh. Trời tha hóa tự tại, tất cả những gì quý vị cần, cần thọ dụng, Phật A-di-đà cúng dường quý vị không thiếu điều gì. Phật A-di-đà giống như trời hóa lạc. Chúng ta đến thế giới cực lạc chuyển thân một lần còn cao hơn trời tha hóa tự tại một bậc. Chúng ta cần hưởng thụ điều gì, Ngài biến hóa ra để cúng dường cho ta. Phước báo của người niệm Phật có đáng nể không? Cho nên thật sự chọn lựa pháp môn này, niệm Phật cầu vãng sanh, đây là trí huệ cao nhất của thế xuất thế gian. Không còn điều gì vượt qua được. A-di-đà Phật thực sự đại từ đại bi, giống như cha mẹ. Chúng ta đến thế giới cực lạc, Ngài hoàn toàn phụng hiến để cúng dường, để chăm lo. Chúng ta đến thế giới cực lạc hòa thành một thể với Ngài.